Rồi xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay ở giữa cây của mình có một sự kiện rất là lớn, rất là quan trọng và rất là vui mọi người. Hiện nay là khai trương bánh mì, mà trong dịp trời mưa nó phải nói là chắc là bà chủ sẽ buôn mai bán đất lắm này mọi người ơi. Đây thì giới thiệu cho mọi người nha. Đây cái bảng mình mới thiết kế là logo bánh mì, khai trương tiệm bánh mì. Cho nên là những bà con nào mới mốt tới đây xem cây á, thì mình có đói á, thì mình để bụng đói đi, để mình tới á, mình mua bánh mì ha, mua tầm chục ổ 20 ổ gì đó mình ăn luôn ha. Đó, rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu bà chủ đây mọi người ơi. Đấy, bà chủ này đang làm bánh mì cho mình nè. Rồi bên đây là phụ trợ của chị chủ, bên đây là Thứ Út, còn bên đây là Thứ Tư nha mọi người. Đó, còn mẹ mình là Thứ Ba đó. Đây, đây bánh mì là hôm nay là có bánh mì chả lụa mọi người, bánh mì heo quay nè, là tương lai sẽ có bánh mì nữa không Út? Trứng, bánh mì trứng không? Đúng rồi. Trứng ngỗng hả? Trứng gà là điểu hả? Trứng gà nó liệu. Bánh mì chị ơi, bánh mì. Có khách nha mọi người, vui ha. Đó. 2 ổ luôn đó. Thì nói chung là mua may bán đất là được mọi người. Ở đây có rất là nhiều mọi người, hôm nay trợ lý ra nè không? Đó, Trung Bến Tre nè. Này trợ lý con của dì Tư nè. Đó, mình kia có bà Bãi nè, có gì ngồi ghế mọi người. Đó. Đây quay quá trình làm bánh mì đi. Nói chung là một ngày á dì Út mình bán khoảng tầm cả 1000 ổ mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm đi. Đó là sao bắt cười người ta. Tâm làm ớt rung quá, ngớt cái bệnh luôn. Có ăn ớt không? Chị ơi có ăn ớt không chị? Có ăn ớt nha. Đó thấy không mọi người, là nói chung ổ mì ngon lắm, đang đợi làm cho khách thì xong làm cho mình thử. Để mình kêu 60 ổ rồi. Chắc là làm chắc cũng hồi cũng xong thì mình thưởng thức thử. Tại vì á khi mà mình biết là sáng nay em khai trương á, nên là phải nhịn đói từ hồi sáng hôm qua tới giờ mọi người. Mình cũng đói rồi, cũng sẵn đây ra mình ăn bánh mì luôn mọi người. Nói chung mọi người có ghé thì ghé ngay cái chỗ mà ngã Ba Sành á, mình quẹo vô một xíu á thì mình thấy ngay giữa cây giống của mình thì kế bên có xe bánh mì. Đó là mọi người cứ ghé mua, nói chung là sáng nào cũng bán nha, từ mấy giờ sáng tới mấy giờ sáng Tư? Sáng là có rồi con. Nên mấy nào bán đất bán hết về đúng không? Ừ. Rồi. Đó, quay cho mọi người xem là đang đợi làm xong rồi mình quay cho mọi người xem là dưa leo rồi chả rồi heo quay mọi người, quay đi, quay quá trình làm đi. Đó. Tranh thủ đấy. Đó. Một ổ nhiêu ốc? Ổ 15k con. Ổ 15k quá chừng thịt luôn mọi người, đúng không? Thịt chả lụa nữa, mọi người ăn gì cũng có chả lụa rồi thịt heo quay ha. Đó, rồi trên đây có trứng nha mọi người. Ê Út, thì người ta bán trứng gà đúng không? Bây giờ mình bán trứng ngỗng hay trứng đại điểu cho nó lạ. Được không? Có đâu bán. Hả? Có mà, bữa thấy trứng ngỗng ngoài kia ngoài chợ bán nhóc luôn á. Trứng ngỗng mình bán ổ nhiêu ta? Ổ 15 cũng được. Bậy ông ơi, cái trứng ngỗng mà ổ 15. Trứng ngỗng là 2 mấy ngàn rồi đó. Cái trứng ngỗng không là 2 mấy ngàn, vậy bán 50 đi. Ừ. Đòi ăn là Nói chung là mai mốt mình sẽ hướng dẫn cho dì Út của mình quay trước mặt để thấy gương mặt của dì Út mình. Tại vì gương mặt của dì Út mình mà mình biết là gương mặt sáng láng của làng livestream mọi người, nên là mình sẽ giới thiệu cho dì Út của mình livestream TikTok nghe, vừa live vừa bán. Út có biết á, người ta khi mà người ta bán bánh chú chiên á Tư, người ta like á, like mấy ngàn người coi luôn á, là cái tiền người ta like mà người ta không cờ, tiền người ta like nó còn nhiều hơn cái tiền người ta bán chuối nữa. Ta bán chuối chỉ để cho vui thôi. Ồ, bánh mì giòn nha mọi người. Chưa ăn nhưng mà nhìn là biết giòn rồi đó. Ngon quá. Út Thứ, từ mấy giờ sáng đi chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày hôm nay? 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi luôn hả? Rồi thức sớm phân Tâm nữa. Tâm thức hồi 12 giờ đêm á. Tâm đón để nay ra để ăn nè. Đó vậy, mừng hết sức rồi. Ơi, Út biết á là hồi hôm qua em chưa ăn gì luôn á. Giờ ra giờ ăn 2 ổ đi. 2 ổ nè, rồi nãy giờ kêu nãy Tâm nổ tới 20 ổ lần á. Ừ. Ở 60 lận 3 người. Rồi sáng là kêu đàn em ra là chuẩn bị tinh thần ngồi cả buổi đợi hết mưa á, mà thấy mưa quá thôi đi luôn. Để biết nay là chắc chắn sẽ rất là đắt khách. Đó, nghe đồn, nghe Trung Bến Tre đồn sớm thì bán nhiều dữ lắm. Ủa, cái chú đó bên viện bên nhà mua chưa hôm qua bữa? Rồi sáng hôm qua rồi đó, tội nghiệp lắm lắm. Vậy hả? Bữa là nguyên cái buổi chiều là ngồi là họ nói phải ra mở hàng được cho Út nguyên buổi chiều luôn. Từ chiều tới chiều luôn á. Từ chiều tới sáng chiều. Ông canh ông qua mở hàng á. À vậy hả? Nghiệp đó, chuyên nghiệp quá, quay cái quá trình làm cho mọi người xem nè. Làm rất là chuyên nghiệp luôn. Ủa làm em mốt Tư ra phụ bán hay là của mình Út? Từ chắc Tư ít lắm con ơi, Tư chỉ lấy bánh mì cho Út thôi. À lấy bánh mì cho Út thôi. À Tư về Tư công chuyện của Tư nhiều quá à. Út nói để Út trả tiền xăng thôi. Út ra tiền xăng rồi phải không? À, à quen biết không trả gì? Thì Tư nói vậy đó mà. Nói vậy hả mà đúng không? Được rồi. Nói vậy á. Ngon quá. Ngon dữ lắm luôn á. Ngon lắm luôn. Thiệt thấy nhìn là biết ngon rồi. Thịt vậy là mai mốt thôi Tâm không ăn cơm, Tâm ra đem ăn bánh mì không được không? Được, sáng mà Tâm ra Tâm ăn bánh mì phụ với Út rồi Tâm phụ con phụ với Út luôn. Để ngày hai ổ con bận tô hủ tiếu rồi. Mà hai ổ này là no luôn, bao no luôn. Ông ra đen hủ tiếu không mà nên chắc ăn bánh mì để đỡ đổi đi. Đổi gu đi. Đổi gu đi, đúng rồi. Ăn bánh mì đổi đi. Vậy đó. Rồi mong mọi người ủng hộ thêm. Nói chung là hả mình ship luôn nha mọi người, mình ship qua Hà Nội rồi ship ra hả các tỉnh miền Trung luôn mọi người. Đó, mình ship luôn. Nói chung mọi người nào có mua thì cứ liên hệ, là 10 ổ trở lên mình sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người nha. Còn tới chỗ thì ăn được hay không thì không biết. tại mình đi xa quá. Nó quá lận hồi nó dữ lắm á. Nó dữ lắm là dữ lắm đơn đúng không? Nè. Đây hai ổ nè, quảng cáo cho mọi người nha. Đây hai ổ, ví dụ như hai ổ là mình ship đi nè, mình ship đi đâu có nhiêu tiền đâu, ship đi tầm 20.000 là một phần gì nè mọi người. Thì hả mình là giao là tất cả các tỉnh toàn quốc luôn, 10 ổ trở lên mình sẽ miễn phí vận chuyển. Và đơn đi á, nếu mà gần á thì 2 ngày tới, còn nếu mà xa đó thì 5 tới 7 ngày tới nha mọi người. Còn tới hay không thì mình không biết được. rồi hai ổ rồi. Ủa phải đưa đây chứ, đây trả tiền mà, đây trả tiền mà. Ai ở đây trả tiền mà đưa đây sao trả tiền được? Đâu cũng được hết nè. Rồi ok, gửi nhiêu tiền, gửi phải gửi tiền đàng hoàng. 9 chục. 9 chục cùng băng keo này, 20 nè. 20 gì còn 70 nữa phải không? Rồi thôi thôi. Rồi 9 chục. Hỏi 100 cũng được, bo 10.000 đi. Tiền nhỏ nhỏ hả? Đưa tờ kia phải không? Đây 10.000. Hết tiền rồi đây nè. Còn có 10.000, có 10.000 cách. Hết tiền rồi. Thôi chuyển khoản được không? Thôi mà hỏi đi. Thôi hỏi đi. Hỏi mới được. Không, để nhiêu? Rồi. Quá chừng luôn mọi người, bán quá chừng tiền, sáng quá chừng tiền luôn. Đang tới công đoạn chặt heo quay nha mọi người. Wow, heo quay rất là tươi, rất là ngon luôn. Để Út sắc, Tiên không có sắc. Út sắc hả? Rồi, bà chủ vô sắc đi. Ngon quá. Bánh mì ơi. Bánh mì có khách luôn mọi người ơi. Bánh mì ở da này dạng luôn. Ăn luôn chưa? Chưa hả? Rồi, cho khách nồm nộp luôn mọi người thấy không? Khách nồm nộp luôn. Là khách vô đậu xe để mình mua, đợi mua luôn. Rồi để quảng cáo kết thúc cái. Út nói lại cái câu gì vậy? Cháu tôi nói nhiều. Thôi không có. Nói lại chứ, không có. Rồi giờ mình ăn bánh mì nha mọi người. Mình sẽ hưởng thức bánh mì và ngày mai mình quay nữa. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Nếu mà có mua bánh mì thì có thể ghé ngay chỗ ngã Ba Sành mình quẹo vô một xíu, ở trường mầm non rồi hả. Các bạn mà trường học trường cấp 3, cấp 2 mà đi ngang cái tuyến đường này mình cũng có thể ghé để mình mua nha. Quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Đi về mình mua cũng được mà đi học mình mua cũng được nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, chào tạm biệt mọi người.